Xin chào anh chị em và các bạn, tôi Tuấn Ngọc đây. Hiện tại Tuấn Ngọc đang ở trên trục đường Nguyễn Xiển Long Phước và Tuấn Ngọc sẽ di chuyển ra cái dự án gọi là Tiến Hưng Villa. Và đối với cái dự án này thì nó có cái câu chuyện gì? Nó có cái câu chuyện đó là cái đường số 22 kết nối giữa khu công nghệ cao cũ ra cái quy hoạch khu công nghệ cao tại đảo Long Phước. Và cái điều đặc biệt đó, thì cái đất ở trên cái vị trí gọi là dự án này thì nó gần như nó là một cái cù lao. Và đối với đất ở đây thì nó chỉ rơi vào 20 triệu một mét vuông. Và cái đất đây thì bao gồm đó là đất cây lâu năm và đất thổ cư trên một cái thửa đất. Thì đối với lại những cái thửa đất mà cái diện tích nó rơi vào khoảng từ 500m đến 800m thì cái vùng giá đó thì nó là một cái điểm để chúng ta cân nhắc. Và tại cái vị trí này thì chúng ta sẽ thấy rằng vị trí này thì nó sẽ có một cái con đường, đó chính là đường kết nối giữa khu công nghệ cao và Vinhome Điện Bắc. Và đương nhiên cái con đường này thì nó sẽ là đường nối thẳng cái đường Nguyễn Xiển Long Phước đi ra đường D1 và có đi qua những cái dự án của cái khu hẻm 545 Nguyễn Xiển. Như video trước thì Tuấn Ngọc chia sẻ có 6 cái vị trí đất xung quanh Vinhome của Điện Bắc đáng để đầu tư nhất. Thì thứ nhất đó là hẻm 545 mà nơi có khá là nhiều cái dự án của những cái chủ đầu tư của quận 9. Thứ hai đó là trên cái trục đường 22 nó sẽ có những cái dự án của Đại Việt và Tiến Hưng. Và thứ ba thì đó chính là đảo Long Phước. Và thứ tư đó chính là cái trục đường cái hẻm 275 Phước Thiện, và sau này nó sẽ trở thành một cái trục đường song song giữa đường ven sông và nó những cái vị trí nó sát giữa cái khu tái định cư Phước Thiện quy mô là 92 hect với lại Vinhome Điện Bắc. Và đối với lại những cái vị trí như vậy thì rất là đáng đầu tư. Và tiếp theo đó là những cái vị trí đất ở trên đường số 6. Và cuối cùng thì đó là những cái bất động sản tại khu tái định cư Phước Thiện. Thì đối với lại những cái quỹ đất tại đây thì nó sẽ có những câu chuyện là như thế nào đối với lại những cái đất tại những cái khu dân cư hiện hữu như thế này. Thì hiện tại nó rơi vào cái vùng giá là 50 đến 52 triệu cho một mét vuông. Và đa số những cái nền đất ở đây thì nó rơi vào là 4 x 18 và cái giá nó sẽ rơi vào 3 tỷ 8 đến 4 tỷ cho một cái bất động sản như thế này. Và đương nhiên thì trong cái mùa này thì thị trường nó vẫn là thị trường của người mua, nên anh chị và các bạn sẽ có cái quyền được deal những cái giá của bất động sản. Và cái đường di chuyển qua đây thì chúng ta sẽ đến một cái cù lao. Một nơi cái cù lao này nó sẽ có những cái câu chuyện rằng đất mà gọi là đất thổ cư xung quanh Vin mà có cái vùng giá là 20 triệu một mét vuông. Chúng ta quan sát thấy những cái vị trí như thế này vô cùng là tuyệt đẹp. Thì đối với lại những cái lô góc ở mặt tiền sông như thế này ấy, thì nó đang được chào bán với giá là 35 triệu một mét vuông. Và nó sẽ có bao gồm cả cây lâu năm và cả thổ cư. Còn đối với lại những cái đất mà nó thuộc những cái không phải là trực diện mặt tiền sông thì nó sẽ rơi vào cái vùng giá là trên dưới 20 triệu một mét vuông, tùy vào thời điểm, tùy vào chủ nhà, có khi là 18, khi là 20, khi là 22 triệu. Thì đối với lại những cái đất ở những vị trí như thế này thì nó sẽ rơi vào câu chuyện đó. Và ở tấm quây tôn đây thì chính là cái đường song hành, và ở xa xa một chút thì đó là những cái trụ của đường Vành Đai 3 đi trên cao. Và đối với cái công trình Vành Đai 3 thì bây giờ nó luôn luôn nó được thực hiện triển khai và rất là quyết liệt. Thì những cái quỹ đất như thế này ở trên những cái cù lao thế này mà chúng ta quan sát thấy, nếu mà mặt tiền sông mà rơi vào vùng giá là 30 đến 35 triệu một mét vuông thì nó cũng khá là đáng để cân nhắc đầu tư. Và thứ hai là nó là những cái đường trục đường nội bộ thì nó rơi vào là 20 triệu một mét vuông. Và nếu như anh chị và các bạn quan tâm đến những cái cơ hội đầu tư những cái bất động sản ven Vinhome của Điện Bắc
với những cái tầm nhìn từ 2024 đến 2027 để X2 tài sản thì có thể liên hệ cho Tony Ngọc và đội ngũ. Chúng tôi sẽ tư vấn, cố vấn, hỗ trợ anh chị để anh chị và các bạn có được những cái kết quả đầu tư thành công. Tony Ngọc chúc cho quý anh chị và các bạn đang xem video đây có được những cái thông tin hữu ích. Và nếu như anh chị và các bạn thấy những cái nội dung Tony Ngọc chia sẻ nó có thể giúp đỡ cho được một ai đó thì vui lòng chia sẻ đường link này đến người bạn đó. Và nếu như anh chị và các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của Tony Ngọc, hãy ấn vào nút subscribe và ấn vào nút hình quả chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất từ Tony Ngọc và đội ngũ team Phú Lên góc nhìn đầu tư bất động sản. Tony Ngọc xin chào và hẹn gặp lại ở những video của tôi.